3 ngày sau khi hạ Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 32, các cầu thủ Indonesia trở về và mừng công hoành tráng tại thủ đô Jakarta. U22 Indonesia rời Campuchia về nước tối qua 18 tháng 5 bằng chuyên cơ. Ở sân bay Soekarno-Hatta, hàng chục nghìn người hâm mộ đã chờ đón thầy trò ông Indra S. Safri. Trên đường đội đi từ sân bay về khách sạn, người hâm mộ Indonesia đứng dọc hai bên, đốt pháo sáng. Một số nơi còn làm sân khấu ca nhạc hoành tráng để chào đón, chúc mừng đội. Từ trên xe bus, các cầu thủ hưởng ứng bằng những cái chỉ tay làm dấu chiến thắng. Có cầu thủ còn livestream lên mạng xã hội cảnh náo nhiệt này. Sáng nay 19 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Indonesia, PSI, tổ chức diễu hành đưa cả đội đi xe bus mui trần từ khách sạn Kemenpora qua một số tuyến phố đến sân Gelora Bung Karno. Các thành viên Indonesia và một số lãnh đạo PSSI, trong đó có chủ tịch Erik Thohir lên chặt trên xe bus. Phía dưới đường, người hâm mộ đứng chật kín khiến đội mô tô cảnh sát hộ tống và lực lượng an ninh vất vả phân làn. PSI sắp xếp 4 điểm có các hoạt động giải trí dọc tuyến đường diễu hành, ở đó có ca nhạc và một số hoạt động tôn vinh U22 Indonesia. Không chen được ở dưới đường, nhiều cổ động viên lên các khu nhà cao tầng để chụp ảnh và chúc mừng cầu thủ. PSSI cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ dành cho đội U22. Hy vọng khoảnh khắc này là nguồn động viên khích lệ các cầu thủ Indonesia chiến đấu cho những chức vô địch tiếp theo, PSI viết trên trang Facebook chính thức. Các cầu thủ ngồi lên nóc xe bus, vẫy cờ Indonesia và khoe huy chương vàng. Đích đến của cuộc diễu hành là sân vận động Gelora Bung Karno, nơi lễ mừng công hoành tráng sẽ được tổ chức vào tối nay. Một người hâm mộ Indonesia hóa trang thành người nhện với tông màu đen trắng, đứng trên xe máy vẫy cờ mừng chiến công của đội nhà. Sau 32 năm, Indonesia mới giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games. Indonesia lần lượt vượt qua Singapore, Myanmar, Timor Leste và Campuchia ở vòng bảng. Sau đó, đội hạ Việt Nam 3-2 ở bán kết trong thế 10 đấu 11. Ở chung kết, Indonesia thắng Thái Lan 5-2 sau 120 phút với điểm nhấn cuộc hỗn chiến giữa thành viên hai đội cuối hiệp 2, đầu hiệp phụ thứ nhất.